Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong thời gian sắp tới, không loại trừ khả năng bão chồng bão. Cụ thể, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực các đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình trong 24 giờ có thể lên tới từ 100 đến 150 mm, có nơi có thể trên 200 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý, nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét sạt lở đất tại một số địa phương. Cụ thể các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Lũ trên sông, trên các sông Ngòi Thia, Yên Bái, sông Bôi Hòa Bình, Hoàng Long Ninh Bình trên mức báo động 3, hạ lưu sông Lục Nam lên mức báo động 2.